Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Câu chuyện về hoàn cảnh khốn khổ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tân và bà Dương Thị Gái ở tổ Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt. Nơi mấy chục năm qua, chưa một ngày nguôi yên những nỗi tủi hờn cho số phận. Ở đó hai người già hơn 80 tuổi đang vật lộn hàng ngày, hàng đêm trong những cơn bấn loạn thần kinh của đứa con trai tâm thần với những hậu quả để lại ngay trong ngôi nhà và trên cả thân thể. Tâm trí cha mẹ, những người ở cái tuổi gần đất xa trời. Và ở đây, trong chương trình Vòng tay nhân ái, những tấm lòng đã cùng chung sức để gửi đến hai cụ già bất hạnh ấy những sẻ sang, đỡ đần bằng tất cả nỗi thương cảm và xót xa. Có những khoảng thời gian, chỉ trong vài ngày, người cha hơn 80 tuổi ấy đã liên tiếp bị con đánh đến chấn thương. Triền miên, những đêm mất ngủ, những tiếng khóc thầm, và xót xa hơn là nỗi lo tuổi già nằm xuống, ai sẽ cán đáng đứa con khốn khổ, khi anh chị em mỗi người một phận. Cứ như thế mấy chục năm qua, ông Nguyễn Văn Tân và bà Dương Thị Gái ở tổ Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt, hiếm có giấc ngủ nào được yên ổn. Hơn 80 tuổi đời, hai vợ chồng ông bà đã bao lần bất lực trong nước mắt để hứng chịu những cơn điên loạn của con sau vụ tai nạn và sau cả những lần trốn trại tâm thần. Biết được những câu chuyện như thế, những tấm lòng Vòng tay nhân ái đã không thể lặng yên. Ấm áp những tình cảm gửi đến Vòng tay nhân ái, trao đến ông bà mỗi tháng một phần trợ giúp, san sẻ cùng hai người già bất hạnh những gánh nặng trên vai để ủi an những tháng ngày héo mòn của người cha, người mẹ ấy trong buồn khổ. Nhờ đoàn thể, tất cả mọi họ quá tâm tình gia đình tôi rất nhiều, tôi cũng rất là cảm ơn. Còn cái số phận mình phải đó rồi. Được rồi. Giúp đỡ. Thì cũng thành thật. Ít nhiều thì không. Không thành. Nhưng mà cái tấm lòng. Tấm lòng là thương yêu đầm bọc và mà được phường mà với các đoàn thể rất là đài truyền hình đã tới đây mà giúp đỡ. Tôi không biết chứ. Nhưng mà đây là rất là cảm ơn các đoàn thể. Không một đồng lương hưu, thêm những tật bệnh tuổi già và cả những đớn đau tận tâm can. Những bà con và chính quyền cơ sở ở đây hơn ai hết hiểu rằng ngay chính lúc này là lúc hai người già khốn khổ ấy cần nhất những điểm tựa và sẻ chia trong những tuổi buồn của số phận và những khó khăn chất chồng. Thì ra cái hoàn cảnh ông bà rất là khổ. Mà hôm nay chương trình tạo một điều kiện đến để thứ nhất thăm viếng, thứ hai là hỗ trợ một phần nào cái kinh phí để chia sẻ cái nỗi khó khăn của ông bà. Thì chúng tôi là địa phương, là người địa phương đây thì rất là xúc động và chân thành cảm ơn tới nhà đài cũng như các nhà hảo tâm đã chung tay làm cái chương trình rất là nhân văn, giúp cho những cái người nghèo, người khốn khổ trong cuộc sống này không bị bỏ lại phía sau. Trong nỗi xót xa cho hai người già và ngôi nhà chả mấy khi được lành lặn gọn gàng, trong nỗi cám cảnh với từng phần đời éo le, những tấm lòng nhân ái vẫn luôn ở bên để trao tặng những nghĩa tình. Thưa quý vị và các bạn, một người cha già mắc bệnh suy thận, chăm sóc cho một cô con gái gần 40 tuổi bị bại não từ khi mới lọt lòng. Tất cả những nỗi đau, sự khó nhọc, thiếu thốn và những giọt nước mắt lặn vào trong mà ông Nguyễn Văn Rớt ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng giấu chặt trong lòng để gắng gượng những chuỗi ngày vì con cứ xót xa những ai đã một lần đến. Khi bà bệnh nặng rồi mất, cũng là lúc ông Nguyễn Văn Rớt phát hiện ra mình mang căn bệnh suy thận. Oái âm cứ ập đến cùng lúc trên đôi vai người cha già, không còn sức lực nào để chống đỡ. Bao nhiêu gom góp, tiết kiệm một đời lao động, ông đã mang chạy chữa cho bà suốt những tháng ngày bệnh tật. Giờ nhìn đứa con gái tội tình, lắng nghe những biến chứng của căn bệnh trên cơ thể già nua mỗi ngày thêm đau đớn,
ông rất bất lực đến tận cùng. Nhất là vấn đề kinh tế, giờ đó nhà đâu không có gì thu nhập hết, mà phải vừa chăm con rồi vừa phải lo ốm, thì cũng sống lây lất một ráng vậy thôi. Cái hoàn cảnh gia đình bây giờ mình phải chấp nhận thôi, mình sống rồi thì có sợ mình lúc mình ốm liệt là không ai chăm được cháu thôi. Và vì con, ông rớt chưa bao giờ thôi gắng gượng. Ông không cho phép mình gục ngã, bởi điều ông sợ nhất không phải căn bệnh nan y kia đến với mình trong lúc sức cùng lực kiệt như thế này, mà ông sợ hơn cả chính là khi mình nằm xuống, đứa con gái khốn khổ sẽ ra sao. Nên ông cố gắng để mình kiên cường. Ông chờ cậu con trai cũng có hoàn cảnh éo le về phụ cha, phụ chị, dù bất cứ là ai làm thuê, làm mướn cũng làm. Nên ngày ngày, ngoài những thời gian chạy thận, ông biết con gái chỉ nhờ có ông, nên ông lại tất tả về chăm con. Cái sự chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương với bao đau đớn lặng câm đến tận cùng của một người cha hơn 70 tuổi mang trong mình trọng bệnh khiến ai cũng phải xót xa. Thứ nhất là mong muốn cho các cái nhà từ thiện, rồi các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh, huyện, rồi tạo điều kiện giúp đỡ quan tâm tới cái đối tượng này nói riêng và địa phương chúng tôi nói chung, để cho làm sao cho nó vượt qua được những cái khó khăn trong cái giai đoạn trước mắt này. Cái trường hợp này nó quá đặc biệt, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố thì lại bệnh tật như thế, con thì lại bị bệnh hiểm nghèo, thế này chi hội không thể nào mà không quan tâm được. Để kết hợp với lại ở xã nữa thì lúc nào chúng tôi cũng đưa cái đối tượng này lên hàng đầu. Nếu mà xác định lâu dài thì cũng khó ở chỗ là con thì không lao động được, bố thì lại bị bệnh hiểm nghèo, hàng tháng là phải đi chạy thận, cho nên là lọc máu, cho nên là cũng không biết làm cách, địa phương thì khó khăn quá, không biết làm cách nào để mà hỗ trợ được. Chỉ có một là các nhà từ thiện nó về, hoặc là lâu lâu thì đây là gia đình chi hội chúng tôi là cấp gạo hàng tháng cho cháu, mỗi tháng là 10 ký gạo. Chỉ có cách đấy thôi, chứ con chả có khoản nào lớn hơn mà hỗ trợ được. Ai cũng muốn đỡ đần cha con ông trong hoạn nạn, nhưng cái khó khăn túng thiếu ấy không phải chỉ là ngày một, ngày hai. Nó theo suốt hành trình ông chạy thận và cả những biến chứng kèm theo tuổi già. Những món quà từ tấm lòng là gạo, là mì mỗi tháng giúp ông nguôi ngoai đi sự tủi buồn trong nỗi cô đơn. Nhưng cái khốn khó của một người già bệnh trong từng bữa cơm, từng viên thuốc cho con và từng đồng tiền mỗi lần đi chạy thận là những nặng trĩu nơi tâm can bất kỳ ai khi đã biết đến hoàn cảnh éo le ấy. Quý vị và các bạn thân mến, những ân tình từ khán giả của Vòng Tay Nhân Ái tiếp tục đến được với những số phận đang cần lắm những sẻ chia trước bế tắc cuộc đời. Chúng tôi xin thông tin về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình. Cô Phạm Thị Huỳnh Hoa, 12A Triệu Việt Vương, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Hoàng Thị Thúy Hằng, số 30 Đồng Tâm, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Lộc, số 27 Ngô Thị Sĩ, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Nguyễn Thị Vinh, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Bùi Thị Kim Nga, 8bis Nguyễn Viết Xuân, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Trần Xuân Phương, Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Phạm Thị Sinh, 1/1 Lê Hồng Phong, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Xuân Hoa, bán cá hấp chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cô Hoa Tâm, bán thịt heo chợ Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. Chị Gái, hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh, hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy, bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài, hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh, hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Pha Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Pha Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Tí, bán rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình chị Kim Ngọc, hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình chị Kim Anh, bán cà phê chợ Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình chị Kim Hồng, thành phố Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng.
cán bộ công nhân viên chức Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Phương, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bác Lê Thị Thú, 172 Tô Hiến Thành, phường 3 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Anh Võ Hoàng Tuấn Anh, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bà Hà Thị Dơi, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình cô Hạnh, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Gia đình chị Võ Thị Ngọc Thanh, phường 9 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Anh Mai Duy Châu, 840, thôn Ánh Mai, xã Lộc Châu, Bảo Lộc ủng hộ 1 triệu 210.000 đồng. Chị Phượng, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 500.000 đồng. Anh chị Phong Mai, 18 trên bà Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn những tấm lòng của quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chuyên mục Vòng tay nhân ái. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.